Thiếp không oán, thiếp không đố kỵ, thiếp cũng không hận, vì sợ hoàng thượng ghét bỏ. Mẫu cung thà để dạng người ghen ghét, cũng không muốn để một người xuống. Bảo người yêu hoàng thượng thì người không trân trọng, người không yêu thì coi như bảo bối. Hoàng lịch người ta khô đâu. Trong cuộc ta đang tranh với ai lại là một giấc mộng trống rỗng, làm chiếc áo hỉ cho người khác. Có lẽ cả đời ta cũng không thể quay lại Tử Cấm Thành. Một người như thần thiếp chịu quỷ khuất cũng phải đau đớn nuốt vào bụng. Dù ai dù sống không nơi nương tựa,